6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuyên Mộc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ và đạt được kết quả quan trọng. Kinh tế của huyện giữ ổn định và có bước tăng trưởng. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu ngân sách ước đạt gần 1.300 tỷ đồng, đạt hơn 43% so với nghị quyết, tăng hơn 66% so với cùng kỳ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững. 6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Xuyên Mộc đã kết nạp được 95 đảng viên mới, đạt hơn 73% chỉ tiêu tỉnh giao năm 2024. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuyên Mộc lần thứ 25 đã đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Như huyện ủy Xuyên Mộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.